chê công khai, nhưng ông Nawaz lại âm thầm xoa dịu Thiên Ân. Fan Việt cũng không follow lại đâu. Sau đêm chung kết Miss Grand International 2022, Mr. Nawaz bị fan Việt chất vấn về lý do trượt top 10 của Thiên Ân. Sau đó, vị lãnh đạo người Thái Lan lại bị phản ứng khá nhiều khi nhận xét quá thẳng thắn về vóc dáng của nàng hậu Gen Z. Ngoài ra, những phát ngôn liên quan tới việc hối hận vì trao nhiều giải thưởng cho Việt Nam hay Instagram tăng lên 7 triệu lượt theo dõi sẽ cân nhắc Thiên Ân làm Á hậu năm, cũng khiến ông dần mất cảm tình trong lòng fan sắc đẹp. Những nhận xét thẳng thắn về body của Thiên Ân khiến ông dấy lên làn sóng mạnh mẽ. Cô ấy là người duy nhất trong đó có phần thân trên dài hơn phần thân dưới, phần hông cũng to, chủ tịch Miss Grand International chia sẻ trong livestream. Về phần Thiên Ân, cô buồn, song nhưng lại tôn trọng kết quả của ban tổ chức Miss Grand International 2022. Nhắc về Mr. Nawaz, người đẹp bộc bạch: "Tôi không muốn để bản thân suy nghĩ quá nhiều về những phán xét tiêu cực. Tôi không quan trọng việc mình có nhận được lời xin lỗi từ ông Nawaz hay không. Tất cả những gì tôi cố gắng, người Việt Nam đều thấy, bảo vệ và yêu thương tôi. Đó là điều tuyệt vời nhất." Cô cho biết cô muốn đăng bài viết ngay sau đêm chung kết nhưng vì bận nên bây giờ mới có thể viết. Người đẹp Long An gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức cuộc thi: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 đã có một hành trình thành công. Chúc mừng ông Nawaz và bà Telisa vì chương trình đã quá hoành tráng." Đồng thời, Thiên Ân cũng gửi lời cảm ơn đến nước chủ nhà về một kỳ tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới chỉnh chu và trọn vẹn. Bài đăng của đoàn Thiên Ân nhanh chóng nhận được sự đồng tình ủng hộ của khán giả. Nhiều người hâm mộ tại các quốc gia khác cũng bình luận cảm ơn và động viên đại diện của Việt Nam. Dù không lọt vào top 10 chung cuộc, nhưng đại diện của Việt Nam vẫn gửi thư chúc mừng đến Hoa hậu và các thí sinh của cuộc thi. Hành động này được đánh giá là một hành động văn minh. Sau khi về Việt Nam với thành tích top 20 chung cuộc Miss Grand International 2022, Hoa hậu Thiên Ân bắt đầu những hoạt động giao lưu báo chí, truyền thông. Tại đây, nàng hậu sinh năm 2000 chinh phục fan bởi vẻ ngoài tươi tắn, nhan sắc thăng hạng. Trong hàng ngàn lượt thích cho những khung ảnh tỏa sáng của Thiên Ân, netizen nhận thấy có tài khoản của Mr. Nawaz. Chủ tịch của tổ chức Miss Grand International cũng chăm react ảnh của mỹ nhân Việt. Dù đối đầu với fan Việt bởi những chia sẻ quá thẳng thắn về Thiên Ân, song ông vẫn thả tim ảnh của nàng hậu. Không rõ lý do là gì, song nhân tình cho rằng ông Nawaz cũng không hề thiếu thiện cảm đối với đại diện của Việt Nam tại Miss Grand International năm nay.